Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình và mình là Tiểu Sư Phụ Ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn một chương trình Aerobe cực kỳ hấp dẫn đến từ dự án Doc Raka. À, Tại vì sao mà mình nói đây là một dự án rất là hấp dẫn thì mình sẽ phân tích cho các bạn nhé à, Đầu tiên thì đây là một dự án về Meme Coin kết hợp với DeFi Game NFT và Metaverse nhé Hiện tại thì nó sẽ cho phép chúng ta à, claim cái đồng token của nó Thì à, cái dự án này nó khá giống với cái dự án cũng đã rất là thành công đó là dự án Richi Đấy thì cái dự án đấy thì khi bạn tham gia Erop thì bạn chỉ cần bỏ ra chưa tới một USD và rất là nhiều bạn đã nhận tới hàng chục USD đấy là chỉ là chương trình Erop thôi nhá và cái chương trình Erop đến từ dự án Dogzaka này cũng rất là giống và thứ hai nữa các bạn để ý này ở trên trang Twitter của nó đây này các bạn truy cập vào Twitter này đây nha. Thì các bạn sẽ thấy là đây là đây là trang web chính chủ nhá. Đấy, thì à, cái trang Twitter của nó hiện tại đang được follow bởi CZ CZ của sàn Binance các bạn click vào đây thì các bạn sẽ thấy được đây là à, trang Twitter chính chủ của CZ sàn Binance nhé, Thế nên là chúng ta rất là đây là một chương trình arop rất là đáng để các bạn tham gia và nó chỉ, chỉ có tổng là 5 tỷ token. Doca token này thôi Ok, thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để có thể tham gia nhé Thì uh, dự kiến là cái chương trình này nó sẽ được list ở trên sản phát cách vào ngày mùng 1 tháng 12 Thì uh, còn vài ngày nữa để các bạn tham gia này Các bạn truy cập vào và các bạn kết nối với địa chỉ ví các bạn nhấn connect Và connect với địa chỉ ví Metamask của chúng ta này Các bạn sử dụng mạng Binance Smart Chain để connect nhé Các bạn nhấn kết nối nhá. Ok, thì đây chính là cái uh, giao diện này này chúng ta sẽ phải làm những nhiệm vụ này để các bạn có thể claim thì các bạn ấn uh, tiên các bạn ấn vào roi vào cộng đồng telegram của nó các bạn roi vào nhá roi vào channel này ở đây mình phải đổi cái tài khoản đây các bạn nhấn roi vào channel nhá tiếp theo này roi uh, vào group chat OK. Sau khi các bạn join vào group chat rồi, thì các bạn à, tiếp theo follow cái trang Twitter của nó. Các bạn nhấn follow. Đấy. Sau đấy thì nó sẽ yêu cầu chúng ta retweet bài viết đã ghim ở trên post, tức là cái bài viết này các bạn này. Bài viết này nhá. Các bạn nhấn like này, các bạn nhấn retweet này. Các bạn sử dụng quất tweet đấy. Các bạn nhấn arrow. Các bạn nhấn tweet sau đấy thì các bạn sẽ nhấn vào phần claim cho mình để có thể nhận thưởng nhé và cơ chế claim này nó khá giống với uh, richie và chúng ta sẽ mất khoảng tầm uh, 0. chấm mình sẽ tính cho các bạn là từng này nó bao tiền nhé bnb rơi vào tầm gần một đô Đổi bnb sang usd nhé ok thì chúng ta sẽ thử xem là À, mất bao nhiêu phí Phí claim Gần 2 đô các bạn ạ Mất phí 2 đô Thì các bạn có thể cân nhắc nhé Và đưa ra quyết định của bản thân nhé Đấy thì ở đây thì mình uh, chơi thôi Đó, Không mất nhiều lắm Và biết đâu nó thành công như cái dự án Richie Thì chúng ta sẽ uh, kiếm được rất là nhiều giá trị Đến từ chương trình ERO của thằng này Ok, ở đây thì confirm transaction được các bạn này, các bạn click vào nhé. Thì các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ chờ cho nó confirm ở trên blockchain. Chờ khoảng tầm 30 giây thôi. Nó sẽ có đây, này. nó confirm rồi các bạn sẽ thấy các bạn nhận được ra nhé. Ok thì ở đây thì ở đây các bạn click vào. Thì các bạn sẽ copy được contract của cái đồng Raka để các bạn có thể add số dư ở trên ví MetaMask của bạn ấy. Các bạn vào đây này, Các bạn nhấn import token Các bạn nhấn vào Đấy thì các bạn sẽ thấy là Doca này Các bạn nhấn add custom token Và số dư của các bạn ở đây Các bạn nhấn Đấy Các bạn nhận được 69.750 uh, Doca nhá Đấy ok Đấy sau đấy thì các bạn sẽ có được cái đường link giới thiệu này Và các bạn sẽ thấy này Cơ chế giới thiệu của nó là cơ chế rẹp 3 tầng nhá Và tầng thứ nhất thì các bạn sẽ nhận được 20% commission này Từ level 1 này Đấy. Và cứ thứ tự như thế thì các bạn sẽ thấy được là uh, rep level 2 thì nhận được uh, 15% commission từ uh, uh, từ Arop và rep level 3 thì nhận được 10% commission, tức là 10% hoa hồng từ chương trình Aerop Đấy. Ok, thì các bạn copy này. Ngoài ra thì các bạn có thể uh, xem thêm tất cả những cái nội dung đến từ chương trình uh, của dự án này ở trên uh, trang chủ của nó nhá. Uh, doc raka com hy vọng đây là một dự án meme coin sẽ thành công giống như Rishi và nó sẽ tăng trưởng x50 hoặc là x100 lần để uh, mang lại cái giá trị cho các bạn nhé cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi và đồng hành cùng với channel của tiền sư phụ uh, những cái gì thắc mắc không hiểu thì các bạn có thể comment ở phía dưới của video mình sẽ giải đáp giúp cho các bạn còn bây giờ xin thân ái chào và hẹn gặp lại.